cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Của ăn và thức uống. Con bắt đầu ngày mới này bằng việc tạ ơn và dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô. Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Chúa là nguồn sự sống. Lời Chúa, cử chỉ và tình yêu của người nuôi dưỡng chúng ta. Được Ngài nuôi dưỡng, con cầu xin cho những suy nghĩ, lời nói và hành động của con luôn hỗ trợ tinh thần của anh chị em. Xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên tông đồ của Chúa, sẵn sàng thực hiện sứ mạng thương xót của Chúa. Con xin dâng lời cầu nguyện cùng sự phó thác chính mình con cho ý chỉ trong tháng này. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Giáo hội là một người nữ. Con tạm dừng công việc thường ngày để kết hiệp với trái tim con, với trái tim Chúa. Con biết ơn khoảnh khắc này. Đức Giáo Hoàng nói, phụ nữ có sự nhạy cảm đặc biệt đối với những điều của Thiên Chúa, đặc biệt trong việc giúp chúng ta hiểu được lòng thương xót, sự dịu dàng và tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tôi thậm chí còn muốn nghĩ rằng thứ định nghĩa giáo hội không phải là ở tính nam giới, mà là giáo hội trong tính nữ giới. Giáo hội là một người phụ nữ, là một người mẹ, và điều đó thật tuyệt vời. Con cầu xin Chúa giúp con trau dồi sự nhạy cảm trong các mối quan hệ của mình, chào đón anh chị em con bằng tình mẫu tử, trao ban và duy trì sự sống như họ. Con cầu nguyện cho ý chỉ trong tháng này dành cho những người phụ nữ. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lựa chọn cuộc sống. Khi con kết thúc ngày sống, con dành một chút thời gian để căn chỉnh cảm xúc và trạng thái của trái tim con. Con suy ngẫm về những khoảnh khắc nhỏ đã mang lại cho con niềm vui và hy vọng. Con xem xét quỹ đạo tổng thể trong ngày. Liệu con đã chọn trân trọng cuộc sống, yêu thương, hay sự tiêu cực làm lu mờ tâm trạng của con? Bằng cách đắm mình trong sự hiện diện của Chúa, bằng cách tham gia vào sự nuôi dưỡng từ cái nhìn của Ngài và bản chất cảm xúc của Ngài, con sẽ thấy niềm vui, hy vọng và sự sống dồi dào nảy nở trong con. Con cam kết sống theo cách của Chúa Giêsu khi hướng tới ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến,
ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.